Chào mừng mọi người lại đến với một cái webinar ở chuyên đề của công ty tư vấn du học Hằng Lương vào ngày hôm nay. Và trong buổi webinar ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một trong những nước Úc xinh đẹp của chúng ta, và một trong những ngôi trường mà hôm nay Lương muốn nhắc đến là Curtin College và Curtin University, cũng như là ngành Health Science, là một trong những nhóm ngành mà hiện tại đang có khá là nhiều bạn trẻ quan tâm và muốn học về cái chương trình này. Và trong buổi webinar ngày hôm nay thì Ngân sẽ không có live một mình, mà đã mời đến một trong những bạn trẻ là bạn Quang, hiện tại đang là quản lý cũng như là đại diện trường của Curtin College và Curtin University. Quang ơi, chào mọi người đi nè. Vâng, lời đầu tiên thì xin chào các bạn học sinh và quý phụ huynh đang theo dõi qua màn hình nhỏ. Thì như bạn Ngân cũng đã có giới thiệu, hiện nay mình tên là Quang, và hiện nay thì Quang đang là tuyển sinh, quản lý tuyển sinh của trường Curtin tại khu vực Mekong, ở trong đó thì có bao gồm Việt Nam. Cảm ơn Quang. Và tiếp theo nữa là một bạn học sinh của chúng ta, hiện tại thì bạn đang là sinh viên của trường Curtin College, đó là bạn Hương Anh. Xin chào Hương Anh. Hương Anh gửi lời chào đến mọi người đang xem livestream của chúng ta đi nào. Xin chào mọi người, em tên là Nguyễn Hương Anh. Hiện tại em đang là sinh viên của trường Curtin College, khóa Diploma Health Science. Cảm ơn Hương Anh và cảm ơn Quang và Hương Anh đã đồng hành cùng Hằng Lương để đem đến những cái chia sẻ có thể là rất là thú vị cho cái buổi webinar ngày hôm nay. Rồi, cái chương trình ngày hôm nay của chúng ta thì đầu tiên là Ngân xin được phép giới thiệu về ban tổ chức cũng như là khách mời tham dự, và tiếp theo nữa là sẽ giới thiệu về công ty tư vấn du học Hằng Lương. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau được bạn Quang chia sẻ những cái thông tin vô cùng hữu ích về trường Curtin College và Curtin University cũng như là ngành Health Science. Và chúng ta sẽ cùng nhau giao lưu với bạn sinh viên Hương Anh của mình. Hiện tại bạn đang là sinh viên và học cái nhóm ngành là Health Science tại Curtin College. Và cuối cùng sẽ là Q&A. Các bạn nào mà đang xem cái buổi livestream ngày hôm nay, các bạn quan tâm tới trường Curtin cũng như là quan tâm tới cái nhóm ngành Health Science, và tổng quan chung các bạn quan tâm về du học Mỹ thì có thể để lại comment để mà đặt những cái câu hỏi, và chúng tôi ở đây để mà giải đáp tất cả những cái câu hỏi của các bạn. Rồi, đây là những khách mời tham dự mà Ngân có chia sẻ với mọi người ha, bạn Quang và bạn Hương Anh. Đầu tiên thì Ngân sẽ nói một chút về ban tổ chức là đơn vị du học công ty tư vấn du học Hằng Lương hôm nay, để khi mà chúng ta tìm hiểu về du học, chúng ta cũng có một cái nơi uy tín để mà gửi gắm cái niềm tin du học của chúng ta trong tương lai. Thì công ty tư vấn du học Hằng Lương được thành lập vào năm 2004, với giấy phép hoạt động kinh doanh là số 0309413362 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, cũng như là giấy phép tư vấn du học số 4405 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Hiện tại thì công ty có trụ sở chính là tại số 1086 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. Và bên cạnh đó thì công ty của chúng tôi rất là vinh hạnh để mở một cái chi nhánh tại số 16 Đoàn Thị Điểm, phường 4, thành phố Đà Lạt. Và trên đây thì nó có để website của công ty cũng như là fanpage của du học Hằng Lương. Hằng Lương rất vinh dự là đại diện của hơn 2.000 viện giáo dục cũng như là cao đẳng đại học hàng đầu ở trên toàn thế giới với hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực là tư vấn du học. Và hiện tại thì chúng tôi cũng rất là vinh dự khi lọt vào top 100 công ty có giấy phép hoạt động tư vấn du học được cấp bởi Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, và cũng tự hào là đơn vị đầu tiên được cấp giấy phép hoạt động tư vấn du học tại thành phố Đà Lạt do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng. Hiện tại thì theo thống kê hàng năm á, thì cứ mỗi năm như vậy thì Hằng Lương có hơn 250 sinh viên, các bạn đi du học từ những cái quốc gia như là Singapore, Malaysia, Thái Lan, Anh, Úc, Mỹ, Canada. Thì đây là một trong những cái niềm vinh hạnh rất là lớn của công ty Hằng Lương. Và những cái hình ảnh mà Ngân chia sẻ với các bạn hôm nay ở trên cái màn hình bên trái là những đối tác của công ty Hằng Lương qua nhiều năm. Chúng tôi hoạt động hơn 17 năm rồi, và những cái đối tác này là đến từ những cái quốc gia ở châu Á, khu vực châu Á, khu vực châu Úc, cũng như là khu vực châu Mỹ. Và đây là niềm tự hào của Hằng Lương. Ở phía bên phải là hình ảnh các bạn học sinh
đạt visa của hàn lưu. Đây chỉ là một số các bạn sinh viên đại diện thôi, và các bạn cũng đạt được những cái thành tích rất là cao từ những ngôi trường tại Anh, Úc, Mỹ, Canada hoặc là những cái khu vực ở châu Á. Và đây để mang một cái tính pháp lý hoạt động trong lĩnh vực về du học thì ở đây ngôi có giấy phép hoạt động kinh doanh tại đơn vị thành phố Hồ Chí Minh cũng như là thành phố Đà Lạt, và mỗi bạn tư vấn viên của công ty tư vấn du học Hàn Lương thì có một cái chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn về du học để mang đến những cái giá trị tốt nhất dành cho những cái khách hàng của mình. Và tiếp theo nữa thì Ngân muốn chia sẻ với các bạn một cái clip nhỏ nhỏ của công ty Hàn Lương. Ở cái clip này thì chúng tôi quay khi mà kỷ niệm 15 năm thành lập công ty. Hàn Lương mang một ý nghĩa rất là lớn lao. Chúng tôi được thành lập năm 2004 với sứ mệnh là phục vụ tốt, giáo dục tốt để giúp các em học sinh sinh viên của Việt Nam đến với các nước như là Singapore, Malaysia, Philippines, Anh, Úc, Mỹ, Canada. Bởi vì chúng tôi là một trong những phụ du học sinh để có được những cái kinh nghiệm để giúp đỡ và chia sẻ cho các em du học, mang đến cho các em những cái trải nghiệm và những cái kinh nghiệm. Bởi vì là khi mà mới lần đầu tiên mình đi du học, mình sẽ có những cái bỡ ngỡ và gặp rất là nhiều khó khăn, và cũng không sao, chúng tôi là những người đã có kinh nghiệm và chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn những cái kinh nghiệm đó để đi hòa nhập với những cái đất nước khác, những cái nền văn hóa khác. Cái cơ duyên mà để mình hợp tác với công ty du học Hàn Lương á là cách đây 2 năm, khi mà mình đã tích lũy đủ tài chính để mà du học thì có một người bạn giới thiệu mình tên gặp chị Hằng, thì mình đã được chị rất là nhiệt tình đã tư vấn cũng như là giúp đỡ mình trong cái việc mà đặt hồ sơ du học ở Singapore. Và 2 năm sau khi mà mình trở về thì mình quyết định là hợp tác với công ty tư vấn học Hàn Lương, vì thứ nhất anh chị đều là đã những người du học sinh, cựu du học sinh ở Singapore rồi, và khi mà mình được lắng nghe anh chị tâm sự cũng như là giúp đỡ những cái bạn sinh viên thì mình cảm thấy là mình cũng có một cái niềm đam mê, mình cũng có một cái gọi là cái lòng quyết tâm để mà có thể giúp đỡ các bạn sau này. Nói chung là rất là hài lòng luôn. Mình cảm thấy là ban đầu thì cũng gọi là không có tin tưởng lắm hết đâu, tại vì mình sợ là cũng giống như những cái chỗ khác á, họ chỉ gọi là tư vấn mình, thuyết phục mình thôi, đó là như vậy. Nhưng mà cảm thấy cái giờ dần dà cái gọi là khi mà trao đổi, tại vì mình phải làm bản hợp đồng rồi nọ thì bắt đầu mình qua trao đổi nhiều hơn, thì mình cảm thấy là tận tâm lắm. Mình luôn tận tâm lắm, từ những cái nhân viên trước không đi chăng nữa thì cũng rất là nhiệt tình với mình. Hầu như tất cả câu hỏi thì họ đều đáp ứng cho mình, và những yêu cầu của mình họ cũng đáp ứng nữa. Đó, mình cần cái gì họ cứ đáp ứng như vậy, gì rất là nhiệt tình luôn. Cảm thấy là giống như là do tới là giống như là gia đình vậy đó, chứ không có phải là người ngoài nữa. Mình thực sự rất là hài lòng các công ty phụ chăm sóc cũng như là giới thiệu về cái đất nước và mình muốn đi, cũng như là dự định sắp tới của mình về ngành học, về trường mình đang học, cũng như là công ty cho biết hết tất cả các thông tin, cũng như là giải thích cặn kẽ về mọi hoạt động mình chuẩn bị làm sắp tới và cùng mình lên kế hoạch cho công việc tương lai sắp tới. Thật ra thì chị không có rành về du học đâu. Bởi vậy khi mà tìm đến Hàn Lương á, chị yên tâm lắm. Tại Hàn Lương tư vấn cho chị những cái thông tin hữu ích, là nó thực tế, ví dụ như phù hợp với nhu cầu của mình, chứ không phải là Hàn Lương chỉ đưa ra những cái thông tin, ví dụ như là những cái trường có sự hợp tác với Hàn Lương hay như thế nào, thì họ không, hoàn toàn là không có dựa trên cái đó, mà chỉ dựa trên nhu cầu của mình, những cái mình mong muốn, thì để tìm một cái trường cho phù hợp. Thậm chí những cái trường mà không có hợp tác với Hàn Lương, mà nếu mà mình yêu thích thì Hàn Lương cũng sẽ tìm mọi cách để liên lạc và tư vấn mình.
trong 15 năm qua chúng tôi đã trải qua rất là nhiều cái thăng trầm. Một trong những kỷ niệm mà tôi nhớ nhất đó là những ngày đầu chúng tôi thành lập. Chúng tôi là một đơn vị và một cái văn phòng chỉ có 20m² thôi, và lúc đó văn phòng chỉ có 4 nhân viên. Khi mà chúng tôi phát triển vào năm 2009 thì chúng tôi đã phát triển. Hiện tại thì con số văn phòng chúng tôi đã là tổng cộng 14 nhân viên. Và vào năm 2012 thì chúng tôi đã có được cái giấy phép hoạt động của khu vực trung học của Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Thì đây là một cái bước ngoặt mà lớn trong cái đơn vị trung học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thì nhân tiện trong clip kỷ niệm 15 năm lần này thì tôi cũng xin đại diện cho công ty Hồng Luân xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý đối tác, quý phụ huynh học sinh và các bạn nhân viên đã cùng đồng hành chúng tôi trong suốt thời gian qua, và tôi xin chúc mọi người có nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Rồi, để tiếp tục chương trình ngày hôm nay của chúng ta thì mình sẽ cùng nhau gặp gỡ bạn Quang, hiện tại đang là quản lý tuyển sinh tại trường Curtin College và Curtin University, để bạn Quang có thể chia sẻ đến mọi người thông tin tổng quan chung về ngôi trường này của chúng ta có những cái đặc điểm thế nào và những lợi thế như thế nào. Và tiếp theo nữa là Quang cũng sẽ chia sẻ luôn đến mọi người về một cái ngành học là Health Science hiện tại đang khá là nhiều bạn trẻ quan tâm, để xem là cái ngành, cái nhóm ngành này sẽ mang đến những cái giá trị hoặc là những cái cơ hội nào cho các bạn sinh viên khi mà lựa chọn. Xin mời Quang ạ. Cảm ơn Ngân rất là nhiều với lời giới thiệu vừa rồi về trường Curtin College cũng như là Curtin University. Đầu tiên là đây cũng là một cái lời chào mừng các bạn phụ huynh, các bạn học sinh cũng như là quý phụ huynh đã đến với cái buổi livestream độc quyền ngày hôm nay của Hằng Lương dành cho Curtin College. Thì xin phép giới thiệu lại một chút về bản thân. Thì mình tên là Quang và hiện nay đang là quản lý tuyển sinh của Curtin tại khu vực Mekong. Và để bắt đầu cái phần thuyết trình của mình thì Quang sẽ nói đôi chút về thành phố Perth, ngôi nhà và cao đẳng Curtin. Thì Perth là một trong 5 thành phố lớn nhất ở nước Úc và là thủ phủ của tiểu bang lớn nhất nước Úc hiện nay, đó chính là bang Tây Úc. Và giống như mọi cái thành phố lớn ở nước Úc thì Perth cũng có cái bờ biển rất là dài đến 197 km và có dân số là hơn 2 triệu người. Thế nhưng Perth có những cái điểm mạnh mà Quang nghĩ là không có thành phố lớn nào tại Úc có. Thì thứ nhất, đây là một cái thành phố rất là an toàn với tỷ lệ tội phạm cực kỳ thấp, rất phù hợp với các bạn sinh viên nữ. Còn nói về cái tình hình Covid tại đây thì Perth vẫn luôn là một cái ngôi sao sáng trong khả năng chống dịch tại Úc. Cuộc sống tại đây thực sự là diễn ra bình thường kể từ tháng 3 năm ngoái, tức là cái thời điểm mà chúng ta bắt đầu đại dịch Covid. Và số ca trong cộng đồng thì nói là cực ít, thậm chí có rất là nhiều những cái tháng mà ở Perth không có một ca Covid nào. Về chi phí sinh hoạt thì Perth luôn đứng đầu là thành phố có giá cả rất là phải chăng. Và cái này thì được đánh giá bởi The Economist, thì đây là một cái trang tạp chí cực kỳ uy tín. Để thuê một cái phòng ngủ hoặc là một cái căn hộ nhỏ ở Perth thì sẽ chỉ tốn từ 170 đô Úc cho tới 200 đô Úc một tuần. Và đối với những cái thành phố lớn khác như là Sydney, Melbourne thì các bạn sẽ phải trả cái giá là rơi vào khoảng tầm từ 250 đô Úc cho tới 300 đô Úc một tuần. Và qua đây thì chúng ta có thể thấy là một cái sự chênh lệch rất là lớn ngay từ những cái chi phí nhỏ nhất giữa thành phố Perth so với những cái thành phố lớn hơn như là Sydney hay Melbourne. Về cơ hội việc làm thì cũng tốt hơn rất là nhiều. Khi mà các em khi mà theo học tại Curtin thì cũng sẽ được visa 3 năm làm việc nhiều hơn so với các bạn học ở Melbourne hay Sydney, và rất là nhiều những cái ưu đãi khác nhau sau khi kết thúc chương trình tại Curtin. Quang nghĩ đây có thể là một cái bước đệm rất là tốt để cho các bạn có thể là tích lũy kinh nghiệm làm việc thậm chí sâu xa hơn. Chúng ta nghĩ đến cái cơ hội là ở lại nước Úc. Và các em cũng nên nhớ Perth là một thành phố có rất là nhiều những công ty tập đoàn lớn tại Úc niêm yết ở trên sàn chứng khoán nha. Và nếu như mà nói số lượng tổng cộng, nó sẽ rơi vào khoảng là hơn 700 công ty. Đây là cái số lượng nhiều nhất tại nước Úc. Đi kèm với một cái nền kinh tế tăng trưởng dương thì cái vị trí việc làm cần nhân sự hiện nay tại Perth là rất nhiều. Và Quang nghĩ khi mà các em theo học tại Curtin, các em tốt nghiệp thì các em sẽ là tương lai để tiếp tục phát triển Perth. Và cái thông tin quan trọng cuối cùng đó chính là việc bang Tây Úc sẽ chính thức mở biên giới của mình vào ngày 5 tháng 2 năm 2022, khi mà đạt tỷ lệ 90% người trên 12 tuổi tiêm đủ 2 liều vaccine.
Thì qua đây chúng ta có thể thấy là Perth họ rất là chú trọng tới một cái môi trường học tập thật sự là an toàn cho các bạn sinh viên để các bạn yên tâm theo học khi mà xa nhà. Và tất nhiên cũng còn một cái lợi ích nữa, đó là việc các bạn có thể thoải mái ăn Tết với gia đình. Sau đó thì chúng ta có thể từ từ di chuyển sang thành phố Perth để nhập học với trường Curtin. Ok, tiếp theo đây thì Quang sẽ tiếp nối chương trình về với cái thông tin về khóa liên thông đang có mặt tại Curtin. Thì để tóm tắt thông tin cho dễ hiểu về cái mô hình liên thông này, Quang sẽ nói như sau. Ok, thì các em học sinh khi mà chúng ta hoàn thành lớp 11 ý, thì các em đã có thể đi du học rồi. Và các em sẽ nhập học từ cao đẳng giai đoạn 1 tương đương với năm dự bị đại học. Và sau đó thì sẽ chuyển tiếp lên cao đẳng giai đoạn 2 để kết thúc với bằng cử nhân tại Đại học Curtin. Đối với những em học sinh đã hoàn thành lớp 12 và có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thì các em có thể vào thẳng giai đoạn 2 tương đương với năm nhất của đại học. Và sau đó thì chúng ta sẽ chuyển tiếp lên năm 2 đại học và trong vòng 3 năm học tại cả Curtin College cũng như là Curtin University thì các em sẽ có cho mình cái bằng đại học cử nhân. Tất nhiên là cái này thì cũng sẽ chỉ áp dụng với những cái chương trình học phổ thông liên quan tới thương mại này, nhân văn hay là công nghệ thông tin. Và những cái chương trình như kiểu là khoa học y tế thì thường cái thời gian học trung bình nó sẽ rơi vào khoảng tầm từ 4 năm cho tới 4 năm rưỡi. Hiện nay thì tại Curtin College có tổng cộng là 6 cái khối ngành chính mà nhà trường đang cung cấp cho sinh viên. Trong đó thì chúng ta có những chương trình về nhân văn này, về thương mại, về khoa học y tế, kỹ thuật, công nghệ thông tin và cuối cùng là kiến trúc. Và hôm nay thì chúng ta sẽ nói chi tiết hơn về một cái chương trình mà như bạn Ngân cũng có nói ngay từ ban đầu, một cái chương trình rất là hot, đang được rất là nhiều những bạn sinh viên quốc tế tại Curtin lựa chọn, đó chính là chương trình về khoa học y tế. Thì con cũng sẽ nói chi tiết hơn về cái lĩnh vực đó trong vài phút tới. Vậy thì tại sao chúng ta lại chọn Curtin College? Thì thứ nhất, trường nằm ngay trong cái khuôn viên Bentley rất là xinh đẹp và rộng lớn của Đại học Curtin. Thì điều đó đồng nghĩa với việc là học sinh, các bạn sẽ được hưởng lợi từ việc dùng chung các cái cơ sở vật chất hiện đại, tới là tham gia những câu lạc bộ của trường này, cùng thưởng chung một cái bầu không khí và cảm nhận sự sống động mà Curtin đang cung cấp tới cộng đồng sinh viên của mình. Ở đây Quang có một cái hình ảnh cái khuôn viên Bentley của Đại học Curtin. Khi mà chúng ta nói đến Bentley, chúng ta tưởng tượng ngay tới một cái hãng xe rất là thời thượng, rất là xịn sò ở trên thế giới, đúng không ạ? Thì cũng giống như cái hãng xe đấy, khuôn viên Bentley của trường Curtin có rất là nhiều những cơ sở vật chất mà chỉ riêng Curtin có tại Úc. Và cái khuôn viên này thì cách trung tâm thành phố Perth khoảng tầm 6 km. 6 km đối với Việt Nam mình thì nghe có vẻ xa đấy, nhưng mà ở bên Úc khi mà họ trên đường của họ thì họ chạy là khoảng tầm 80 cây trên giờ, thì 6 km nó chỉ khoảng tầm 10 cho 15 phút chạy xe là các bạn đã tới được trung tâm thành phố Perth. Còn về nói về bảng xếp hạng của Đại học Curtin thì hiện nay trường đang thuộc top 200 thế giới, cụ thể là đứng thứ 194 theo bảng xếp hạng là QS Global Ranking năm 2022. Và ở một cái bảng xếp hạng khác gọi là Academic Ranking of World University thì trường được trân trọng là trường dạy tốt thứ 9 tại Úc hiện nay. Đại học Curtin cũng là một trong 3 trường đại học duy nhất tại Úc hiện nay đang đạt cái chỉ số là 5 sao cộng. 5 sao cộng đây có nghĩa là gì? Điều đấy đồng nghĩa với việc là trong tất cả các cái tiêu chí đánh giá như là về chất lượng cơ sở vật chất này, chất lượng giáo dục dành cho các bạn sinh viên thì nhà trường đều đạt 5 trên 5 sao. Rồi, chúng ta sẽ quay lại với cái slide này. Thì ở đây, cái điểm mạnh thứ hai của Curtin College mà Quang muốn nói tới đó chính là cái lớp học quy mô nhỏ nhưng mà rất là nhiều tương tác với bạn bè và thầy cô, để cho các em học sinh có thể từ từ hòa nhập vào lối sống cũng như là tiếp cận cái môi trường học tập tại Úc. Và đa số là 12.000 bạn cựu sinh viên của trường Curtin College thì các bạn đều công nhận rằng các bạn cảm thấy bớt áp lực và choáng ngợp hơn khi mà chuyển tiếp vào những cái lớp học lớn hơn được giảng dạy tại Đại học Curtin. Chưa kể thì cái thời gian học của các em cũng có thể được đẩy nhanh hơn thành 2,5 năm cho một vài cái ngành học như anh có nói từ ban đầu, một vài cái ngành học phổ thông như là chương trình liên quan đến thương mại này, nhân văn hay là công nghệ thông tin. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng thì Quang nghĩ là Curtin College cũng như là Curtin mang đến cho sinh viên một cái môi trường đa văn hóa. Và như mọi người có thể thấy ở trên cùng bên phải thì 54% sinh viên tại Curtin College là sinh viên quốc tế với nhiều cái nguồn gốc khác nhau, tạo ra một cái môi trường thân thiện và quốc tế cho các em. Và các chuyên ngành được lựa chọn tại Curtin College cũng có cái sự phân bổ khá là đều. Và như vậy thì sẽ tạo ra cơ hội cho các em tham gia kết bạn với những cái nhóm các bạn học sinh đa sắc tộc khác đến từ những cái lĩnh vực học khác nhau. Và điều này thì cũng sẽ dẫn chúng ta
đến với cái phần tiếp theo, nơi Quang sẽ nói về cái khóa học mà Curtin College đang cung cấp. Và tất nhiên, sorry mọi người là trước khi chúng ta nói về khóa học thì Quang cũng xin phép bật mí một chút về cái những cái điểm mới Curtin College sẽ mang đến trong năm 2022. Thì trong năm 2022 thì Curtin College sẽ chuyển vào một cái tòa nhà mới với nhiều trang thiết bị học tập hiện đại hơn và công nghệ cũng xịn sò hơn ở một cái khu vực mới nằm trong khuôn viên Bentley của trường đại học Curtin gọi là The Exchange. Thì cái kế hoạch hiện nay là trường sẽ chuyển tới trong đầu năm 2022. Và đây cũng sẽ là một phần của kế hoạch 5 năm mở rộng khuôn viên Bentley của đại học Curtin Úc. Và chắc chắn là thông qua những cái hình ảnh này thì Quang mong rằng là các bạn cũng cảm thấy rất là háo hức để được nhập học tại Curtin trong những cái năm tới đây. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái chủ đề chính của cái buổi livestream ngày hôm nay, đó chính là chương trình về khoa học y tế. Thì đối với cái chương trình khoa học y tế hiện nay tại Curtin College, thì Quang thấy cái khóa học này nó có rất là nhiều những cái lợi ích dành cho các bạn sinh viên. Cái thứ nhất thì Quang thấy là khi mà nhìn vào những cái môn học được dạy trong cái chương trình khoa học y tế này thì khóa học này thực sự là mang cho sinh viên một cái nền tảng rất là vững chắc về sức khỏe cộng đồng. Và các bạn có thể sử dụng bằng cấp của Đại học Curtin cũng như là cao đẳng Curtin để làm việc trong lĩnh vực y tế công cộng hoặc cũng có thể coi là một cái con đường rất là tốt để mà chuyển tiếp sang những cái bằng cấp liên quan khác tới lĩnh vực chăm sóc sức khỏe như là điều dưỡng này, dược học, vật lý trị liệu hoặc trị liệu nghề nghiệp. Thì như các bạn có thể thấy ở đây, ở Curtin College, nhà trường dạy rất là nhiều những cái chuyên ngành khác nhau, thậm chí là một vài chuyên ngành mà chúng ta lần đầu tiên nghe thấy như là chương trình về occupational therapy. Thì cái chương trình này nó liên quan tới trị liệu nghề nghiệp, một cái chương trình nghe rất là lạ tai đúng không ạ, nhưng mà thực ra cái chương trình này là một cái chương trình rất là hot tại Curtin hiện nay, và cái đầu ra việc làm dành cho các bạn sinh viên cũng rất là tốt. Một bạn sinh viên tốt nghiệp từ chương trình occupational therapy thường sẽ có cái lương khởi điểm rơi vào khoảng tầm là 70.000 đô Úc trong một năm, một cái mức lương rất là hấp dẫn trong một năm. Và các bạn sinh sống tại Perth thì cái mức lương đấy nó càng cao, tại vì như Quang cũng có nói ngay từ ban đầu là cái cơ hội việc làm tại Perth hiện nay rất là nhiều và có rất là nhiều những cái công ty tập đoàn lớn tại nước Úc đang tập trung tại thành phố Perth. Ngoài ra thì chúng ta cũng có những cái chuyên ngành khác mà cũng đang khá là hot trong cái cộng đồng sinh viên quốc tế, những cái chương trình liên quan tới dược sĩ này, pharmacy, nursing điều dưỡng, physiotherapy là vật lý trị liệu này, hay là tâm lý học psychology thì cũng được các bạn chọn rất là nhiều khi mà theo học tại Curtin College. Và đa số những cái chuyên ngành này tại Curtin thì đều là những cái chuyên ngành được dạy rất là tốt bởi Curtin và được công nhận bởi rất là nhiều những cái bảng xếp hạng khác nhau. Và trường thì thường xuyên, riêng với đối với những cái ngành liên quan đến khoa học y tế, thường xuyên nằm trong top 10 tại Úc về cái khả năng giảng dạy cho những cái chuyên ngành này. Khi mà các bạn chọn học khoa học y tế tại Curtin College thì Quang thấy các bạn đã chọn đúng. Vì sao? Vì đây là một trong những cái khoa học y tế toàn diện nhất của Úc. Và Curtin thì như Quang có nói thường xuyên được xếp hạng trong top 10, thậm chí là xếp hạng số 1, đặc biệt là với cái đơn vị là Curtin Medical School. Và nhà trường cũng rất tự hào là cái ngôi trường đào tạo nhiều y bác sĩ nhất cho cái tiểu bang Tây Úc. Như Quang có nói ngay từ ban đầu rồi, các cái ngành học thì rất là đa dạng và đa số thì đều nằm trong top những cái trường dạy tốt nhất tại Úc. Cho nên nếu như bạn có một cái bạn cảm thấy là bạn interest vào một cái chương trình nào liên quan tới khoa học y tế tại Curtin thì Quang nghĩ là các bạn có thể tìm được cái khóa học này tại Curtin. Có rất là nhiều những cái chuyên ngành đang được cung cấp hiện nay bởi Curtin College. Rồi, nói một chút về cái cơ hội việc làm tại Curtin thì gần đây nhà trường được đánh giá là đứng thứ nhất ở tiểu bang Tây Úc về việc làm sau tốt nghiệp và lương khởi điểm của sinh viên. Cái này được đánh giá bởi The Good University Guide năm 2022 và xếp hạng thứ ba toàn nước Úc về cái lương trung bình của cựu sinh viên. Hiện nay cái lương trung bình của các bạn cựu sinh viên đến từ Curtin nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 70.000 đô Úc cho một năm. Ngoài ra khi mà theo học những cái chương trình về khoa học y tế tại Curtin College thì các bạn cũng sẽ liên tục được tham gia những cái gọi là work placement và internship
thì cái này nó như kiểu là thực tập vậy, tức là các bạn sẽ đến những cái bệnh viện lớn tại bang Tiếu và các bạn thực tập ngay trực tiếp trên các cái bệnh nhân ở những cái bệnh viện này, và các bạn cũng sẽ được trao đổi rất là nhiều với những anh chị bác sĩ y tá đang làm việc tại những cái bệnh viện lớn này ở bang Tây Úc. Ngoài ra thì các bạn, nếu như các bạn muốn, thì các bạn hoàn toàn có thể là thực tập ở các cái nước khác, những cái nước phát triển khác như là Mỹ này, như là Anh, như là Canada. Nếu như các bạn cảm thấy là muốn thay đổi không khí một chút, muốn sang nước ngoài và thực tập ở cái nước đấy, thì Curtin hiện nay cũng có cái chương trình exchange rất là ưu đãi, rất là hấp dẫn dành cho các bạn sinh viên quốc tế. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến cái phần quan trọng tiếp theo là về đầu vào và học bổng tại Curtin College. Thì đối với đầu vào, giống như mọi những cái trường đại học khác tại Úc thôi, thì nhà trường sẽ yêu cầu hai cái đầu vào chính. Cái thứ nhất là yêu cầu về tiếng Anh, và cái thứ hai là yêu cầu về học thuật. Đối với cái yêu cầu về tiếng Anh thì các bạn lưu ý cho Quang là ở những cái bạn mà đã hoàn thành lớp 11 và các bạn đã có nhu cầu là đi du học rồi, thì cái yêu cầu tiếng Anh dành cho các bạn sẽ là tối thiểu điểm tiếng Anh tương đương với IELTS overall là 5.5 và không có phần kỹ năng nào dưới 5.0. Còn đối với giai đoạn 2 thì các bạn tối thiểu phải có điểm tiếng Anh IELTS là 5.5 overall và không phần kỹ năng nào dưới 5.5. Thế nhưng mà các bạn lưu ý cho Quang là cái điểm này chỉ là điểm tối thiểu thôi. Tức là những cái ngành học khác nhau thì sẽ có những cái điểm đầu vào khác nhau, và Quang khuyến khích các bạn là tư vấn với công ty Hằng Lương để các anh chị tư vấn viên tại công ty Hằng Lương có thể là nói thêm, thông tin thêm cho chúng ta về cái yêu cầu tiếng Anh thực khi mà tham gia học tại Curtin College. Về cái yêu cầu học thuật thì cao đẳng giai đoạn 1 sẽ chỉ yêu cầu các bạn có cái điểm trung bình lớp 11 thôi, trên 6.0 là được. Và nếu như mà bạn nào muốn tham gia cái ngành kỹ thuật hay là ngành khoa học y tế thì các bạn sẽ phải có điểm trung bình là trên 7.0. Cao đẳng giai đoạn 2 thì cũng tương tự, nhưng mà sẽ có thêm một cái yêu cầu nhỏ nhỏ nữa là các bạn phải tốt nghiệp và có cái bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Còn cái điểm trung bình lớp 12 thì vẫn sẽ tương tự với cao đẳng giai đoạn 1 là trên 6.0, nhưng mà sẽ yêu cầu là trên 7.0 đối với những cái ngành liên quan tới kỹ thuật và khoa học y tế. Rồi, đối với chương trình học bổng hiện nay tại Curtin College thì nhà trường vẫn tiếp tục là cung cấp cái học bổng là 12,5% cho năm đầu tại diploma. Và sau khi mà các bạn chuyển tiếp lên năm 2 tại đại học thì các bạn sẽ tiếp tục được học bổng 12%. Được trao bởi Đại học Curtin. Và cái tổng giá trị của cái học bổng này nó sẽ rơi vào khoảng trên 15.000 đô la Úc để mà theo học tại Curtin. Và ngoài ra thì Quang cũng xin phép bật mí thêm là trong thời gian tới, những bạn nào tham gia những khóa học có giới hạn về số lượng sinh viên, và đa số những cái khóa học này nó lại liên quan tới khoa học y tế, rất là đúng chủ đề đúng không ạ, thì sẽ có học bổng 25% cho năm 2 đại học tại Đại học Curtin. Trước đây khi mà các bạn theo học tại Curtin College, các bạn tham gia những khóa học, những cái khóa học có giới hạn về số lượng sinh viên như là điều dưỡng này, như là dược sĩ, thì các bạn sẽ không được học bổng. Thế nhưng mà lần này thì nhà trường sẽ tung ra cái học bổng là 25% cho năm 2 đại học. Có thể là năm nhất thì các bạn chưa đạt được cái học bổng đấy, nhưng mà nếu như các bạn thể hiện được mình là một cái học sinh rất là giỏi thì khi các bạn chuyển tiếp lên năm 2 đại học thì các bạn sẽ được cái học bổng 25% cho cái năm 2 đại học đó bởi Đại học Curtin. Ngoài ra thì đối với những các bạn nào mà vẫn chưa có thể là di chuyển sang tới Úc thì các bạn vẫn sẽ được cái hỗ trợ học tập online, và cái hỗ trợ này thì sẽ giảm thêm cho các bạn 1.500 đô Úc nữa vào cái học phí của mình cho cái kỳ tiếp theo là kỳ tháng 2 năm 2022. Và Quang cũng xin bật mí thêm là trong xuyên suốt năm 2022, hiểu được cái tình hình dịch bệnh, hiểu được cái cách mà các cái chính phủ họ thay đổi kế hoạch, thay đổi chính sách biên giới liên tục, cho nên nhà trường cũng sẽ rất là linh hoạt đối với các bạn sinh viên, và chúng tôi sẽ dạy hybrid. Tức là sao? Tức là nếu như bạn nào mà có thể sang được Úc thì các bạn sẽ được học on campus, học trực tiếp ở trên trường. Còn những bạn nào mà vẫn chưa thể sang được Úc hoặc là các bạn vẫn chưa lấy được visa sang Úc thì các bạn có thể tạm thời học online tại Việt Nam, và sau đó khi mà chúng ta có visa sang Úc rồi thì chúng ta sẽ di chuyển tới Úc để tham gia lớp học trực tiếp ngay tại trường Curtin College cũng như là trường Đại học Curtin. Về học phí thì Quang cũng xin phép thông tin thêm, đối với các đẳng giai đoạn 1 thì học phí hiện nay nó sẽ rơi vào là 25.000 đô Úc cho mọi ngành học. Còn đối với chương trình các đẳng giai đoạn 2 thì nó sẽ dao động từ 29.500 đô Úc cho tới 38.000 đô Úc, thì cái này sẽ tùy thuộc vào khóa học được chọn bởi các bạn sinh viên. Rồi, vừa rồi là cái phần thuyết trình của Quang về
các cái khóa học liên thông tại Curtin College, cũng như là cái chương trình, cái lĩnh vực khoa học y tế mà các bạn sinh viên đang rất là quan tâm hiện nay. Thì Quang xin phép là chuyển cái phần trình chiếu này lại cho bạn Ngân để chúng ta tiếp tục chương trình. Ok, rất là cảm ơn bạn Quang cùng với những chia sẻ về trường Curtin College, Curtin University, cũng như là ngành Health Science, để các bạn có thể hiểu rõ hơn khi mà chúng ta quyết định chọn một cái ngành nghề nào đó hoặc là chọn lựa một cái môi trường nào đó cho cái việc du học của mình trong tương lai. Quang ơi, không biết là Quang có thể chia sẻ thêm một chút tích nữa, một cái clip nào đó về hoạt động sinh viên của trường nè, hoặc là một cái clip nào đó về tổng quan trường Curtin để các bạn có thể hiểu rõ hơn về môi trường của chúng ta được không? Chắc chắn luôn Ngân ơi, chắc chắn là Quang có một vài những clip mà Quang nghĩ là sau khi xem xong các bạn sinh viên cũng như là phụ huynh sẽ rất là muốn cho con em mình sang ngay Curtin để theo học tại thành phố Perth xinh đẹp. Thì Quang xin phép được chia sẻ hai clip sau đây cho mọi người cùng có thể là theo dõi. Clip đầu tiên sẽ là về thành phố Perth và chúng ta sẽ xem cảnh. Thấy được cái sự đặc sắc của thành phố Perth. Còn bây giờ thì Quang sẽ share cho mọi người thấy một vài những cái hình ảnh về khuôn viên, về cái nơi mà Curtin College hiện nay đang được tạo. Và mong là sau khi xem qua những cái video vừa rồi thì các bạn học sinh sẽ rất là háo hức để mà tham gia nhập học tại Curtin trong thời gian tới. Cảm ơn Ngân rất là nhiều. Rất là cảm ơn Quang với cái phần chia sẻ những cái clip rất là sinh động của sinh viên cũng như là trường Curtin. Xem cái clip xong là muốn đi học liền luôn đó Quang. Rồi, bây giờ thì để không để các bạn đợi chờ lâu thêm nữa thì mình sẽ tới một cái phần có thể nói là rất là háo hức ha, là giao lưu cùng bạn sinh viên của chúng ta. Nhắc lại một lần nữa là bạn Hương Anh hiện tại bạn đang là sinh viên của chuyên ngành Health Science tại trường Curtin College. Xin chào Hương Anh, một lần nữa em hãy gửi cái lời chào của mình đến mọi người đang xem livestream đi nè. Em xin chào chị Ngân, anh Quang cũng như là các bạn đang xem livestream ạ. Dạ, yeah. Em hiện đang là sinh viên của trường Curtin College, nhóm ngành Health Science.
Và rất vui là hôm nay được tham gia buổi webinar của mình để cùng chia sẻ cũng như là những cái niềm vui của em khi được nhận làm sinh viên của trường. Ok em, rồi theo như chị được biết á, thì em đang học online đúng không? Đang học online tại Việt Nam và mình biết tin mình đã visa chỉ sau 2 ngày mình học online thôi. Chị không biết là cảm xúc của em như thế nào khi mà nghe tin mình đậu visa vậy thôi anh ha. Dạ thưa chị, là thú thật là em cũng không nghĩ là lại nhanh như vậy, là chỉ sau 2 ngày mình học online là em đã nhận được kết quả visa của mình là đậu. Và cảm xúc của em thì rất là vui mừng cũng như là cũng có phần khó tin khi mà nhận được kết quả visa nhanh đến vậy, đặc biệt là trong tình hình dịch như vậy. Và cả gia đình em cũng như là em đều rất là biết ơn thằng Lương đã giúp đỡ cho em tiến gần hơn tới ước mơ của mình. Cảm ơn lời chia sẻ rất là thật của em ha. Nhưng mà cho chị hỏi là cái chương trình học online của mình đó thì có gây một cái trở ngại nào cho em không? Và khi mà em học như vậy thì em có nhận được cái sự hỗ trợ nào từ thầy cô tại trường không thưa anh? Lúc đầu khi mà em được biết về chương trình học online của trường thì em rất là bất ngờ khi mà trường đã gửi cho em một cái trang web riêng để học online, chứ không phải là học qua Zoom hay bất kỳ một cái app thứ ba nào, mà là app Colab của trường. Và rất là tuyệt vời là cái trang web này nó có đầy đủ tất cả những thứ mà em cần, như là link để em vào học online, cũng như là group discussion board là để cho em có thể gửi bài tập của mình cũng như là bàn luận cùng các bạn, và rất là nhiều những cái tiện ích khác của trường đã cung cấp cho em. Và thầy cô thì rất là tuyệt vời, có thể nói là cực kỳ thân thiện và rất là dễ chịu. Khi mà em cần sự giúp đỡ, thầy cô đều rất là sẵn lòng giúp đỡ em, kể cả thầy Simon là giám đốc của Curtin English cũng rất là nhiệt tình trả lời những câu hỏi của em. Chị được biết là hiện tại em học online nhưng mà mình đang học chương trình tiếng Anh, và sau cái chương trình tiếng Anh này thì mình sẽ vào cái chuyên ngành chính của mình luôn, là cái chuyên ngành mà bạn Hương Anh chọn đó là Health Science, là về khoa học y tế. Thì không biết là lý do vì sao mà em lại chọn cái chuyên ngành này để mà mình học và mình phát triển nó trong tương lai, tại vì theo như chị biết đó thì đây là một trong những cái chuyên ngành rất là khó chứ không có hề dễ. Thì em có chia sẻ có thể chia sẻ với mọi người được không? Thú thật với chị là em được truyền cảm hứng từ những người trong gia đình của em, là gồm cả anh chị và mẹ của em đều là những người làm trong Health Science, và cái sự nhiệt huyết cũng như là sự yêu nghề của họ đã truyền cho em một cái năng lượng rất là tích cực về việc giúp đỡ chăm sóc cho sức khỏe y tế. Và vì vậy em đã chọn ngành sức khỏe y tế là một trong những là ngành mơ ước của em. Và mặc dù ngành sức khỏe là một ngành rất khó, nhưng em tin là với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của mình ở Việt Nam thì em hoàn toàn có thể settle in cái ngành học này khi mà em đến trường. Và theo chị biết thì cái ngành Health Science nó sẽ có rất là nhiều những cái phân ngành trong đó, và khi mà mình học xong á mình sẽ lựa chọn một cái lĩnh vực nào đó chuyên sâu để mình ra mình đi làm trong cái lĩnh vực này. Thì không biết là hiện tại Phương Anh đã định hướng cho mình cái ngành nghề mà sau này mình sẽ chọn và mình sẽ học và mình chọn để cho cái công việc của mình không em? Dạ có, là em sẽ học ngành laboratory medicine, là nhóm ngành xét nghiệm. Và em cũng đã định hướng trước cho tương lai của mình là em sẽ chọn chuyên chuyên ngành giải phẫu bệnh của nhóm ngành này. Đây có thể nói là một ngành rất là thú vị khi mà được đặc biệt là khi em mà em được học ở Curtin, tại vì ở Curtin sẽ cung cấp cho em cơ sở vật chất, mà đặc biệt ở đây là phòng lab đạt tiêu chuẩn BC2 của Úc.
Vậy thì trước khi mà em xác định cho mình một ngôi trường ở bên Úc để mà mình học thì chị quay lại cái ngành nghề mà em chọn. Lý do vì sao mà em thích cái ngành giải phẫu ha? Chị thấy cũng hơi sợ sợ. Dạ, mà dù nó tên là giải phẫu bệnh nhưng mà thực sự là khi mà làm nhóm ngành xét nghiệm thì mình chỉ lấy những mô bệnh phẩm của bệnh nhân thôi chứ không phải là liên quan gì tới giải phẫu đâu ạ. Nên là nó rất là sạch sẽ cũng như là cũng thú vị đó ạ. Vậy thì ngoài việc mà Curtin sẽ cung cấp cho em những cái trang thiết bị hoặc là những cái phòng lab mà mình có thể hỗ trợ tốt nhất cho cái việc học của mình, thì lý do vì sao mà ngoài những cái lý do đó thì em còn cái lý do nào nữa mà mình quyết định chọn trường Curtin để mà mình học không Hương? Dạ có thể nói là em rất là tự hào khi mà nói là trường Curtin, về riêng về chuyên ngành laboratory medicine thì là có thể nói là khóa học cử nhân duy nhất ở Tây Úc được hội các nhà khoa học Úc accredited, là giống như là công nhận. Còn ngoài ra thì chỉ có ở ở hết ba Tây Úc thì chỉ có một trường nữa là trường Đại học Tây Úc, nhưng mà là về master mới được công nhận bởi hội khoa học này thôi ạ. Master of xét nghiệm. Theo cái lời mà Hương Anh chia sẻ thì bạn du học sinh này của chúng ta đã tìm hiểu rất là kỹ khi mà chọn một cái ngôi trường cho đáp ứng đầy đủ cái cơ sở vật chất cũng như là cái chất lượng về cái ngành học mang đến cho bạn trong cái ngành là health science. Rồi cho chị hỏi xíu nữa là cái việc học online của em á là mình không có được trực tiếp để gặp gỡ những cái bạn bè hoặc là thầy cô, thì không biết là em đã quen nhiều bạn bè khi mà mình học online chưa ha? Dạ rất là vui là ngay từ buổi orientation là em đã được các bạn add vào trong một cái group trên WhatsApp, và mỗi lần mà em gặp khó khăn gì khi mà em nhắn lên thì các bạn đều trả lời rất là nhiệt tình cũng như là giúp đỡ em hết mình. Và đặc biệt là em còn quen được rất là nhiều bạn đến từ Hồng Kông, Trung Quốc cũng như là Nhật Bản Vui quá ta. Vậy em tương tác với ạ. các bạn qua hình thức nào? Mình sẽ chat với các bạn hay là trong cái giờ học mình, cái giờ mà nghỉ á, mình sẽ tương tác trực tiếp với các bạn qua Zoom luôn? Thường thì tụi em sẽ được có những cái giờ nói chuyện với nhau rất là nhiều, là thầy cô sẽ chia ra từng group nhỏ để chat trong chat room để giúp cho tụi em có thể giao tiếp cũng như là trao đổi bài tập. Và thêm nữa là tại vì tụi em được trong một group WhatsApp nên là khi mà có bất kỳ điều gì khó hiểu về bài tập thì em sẽ hỏi các bạn hoặc là viết Gmail trên Microsoft. Cũng khá là thú vị đúng không Hương Anh? Học Dạ. online đã có được những cái người bạn từ quốc tế của mình rồi, thì nếu mà học trực tiếp chắc là Hương Anh sẽ hoạt động rất là sôi nổi những cái hoạt động sinh viên trong trường ha. Dạ. Rồi không biết là anh Quang có câu hỏi nào cho bạn Hương Anh của mình không ha? Cảm ơn Hương Anh rất là nhiều, và anh rất là vui khi mình được nghe những cái chia sẻ rất là hay của Hương Anh. Và anh mong là em cũng đang cảm thấy rất là háo hức khi mà thành phố Perth, bang Tây Úc đã công bố là họ sẽ mở cửa lại biên giới vào ngày 5 tháng 2, tức là chúng ta cũng sẽ kịp luôn để nhập học cho cái kỳ tháng 2 năm 2022. Và anh mong là sau Tết anh cũng có thể gặp Hương Anh để có thể tiễn em bay sang Úc, và mong rằng là em sẽ có những cái trải nghiệm tốt nhất với trường Curtin khi mà đang ở Úc, như là trải nghiệm tốt về thành phố Perth nha. Thì có gì cho anh xin feedback nhé. Thực ra em không có câu hỏi gì đâu, em rất là vui mừng. Anh cảm thấy rất là vui mừng vì Hương Anh đã có visa rất là sớm, và cảm ơn công ty Hằng Lương cũng đã giúp Hương Anh rất là nhiều trong cái việc là xin visa cho bạn ấy, cũng như việc là bạn ấy là một học sinh cũng, và qua đây Quang cũng xin nói bạn ấy là một học sinh tiếng Anh rất là tốt của Curtin English, và bạn ấy đã hoàn thành cái chương trình tiếng Anh tuy rằng là học online, nhưng mà bạn ấy đã vượt qua tất cả mọi khó khăn, tất cả mọi thử thách để bạn hoàn thành chương trình đó và chuẩn bị là nhập học vào cái chương trình lĩnh vực khoa học y tế tại trường Curtin College. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Cảm ơn Dạ quá. rồi. Thì như anh Quang có nói đó,
Bên Tây Úc sẽ mở cửa khoảng tầm tháng 1 hoặc là tháng 2 tới, thì bây giờ đã là tháng 12 rồi, thì cái thời gian nó đang dần rút ngắn lại, thì không biết là bây giờ cái cảm xúc của Hương Anh thế nào, em có hồi hộp hay là có trông chờ gì không, và mình đã chuẩn bị những gì để mà mình tới cái thời điểm đó mình có thể khởi hành để qua Úc học trực tiếp không Hương Anh? À, dạ thưa chị, là nếu mà hỏi về hồi hộp hay là lo lắng háo hức thì chắc là tất cả luôn á chị. Là tại vì em rất là háo hức khi mà được biết về ngày 5 tháng 2 là border nó sẽ mở cửa lại và em sẽ kịp cái kỳ nhập học sắp sắp tới của mình. Và đây là một điều rất là tuyệt vời, tại vì dù sao thì học offline nó cũng sẽ yên tâm và nó cho cung cấp cho mình được nhiều những cái tiện ích hơn so với học online. Và điều thứ hai nữa là em cũng hơi lo lắng một chút khi mà biết là mình sắp được đến một nơi, một đất nước hoàn toàn xa lạ. Nhưng mà em cũng không lo lắng nhiều khi mà được tiếp xúc với những thầy cô ở Curtin English, tại vì em thấy là mọi người đều rất là friendly và luôn luôn cố gắng giúp đỡ em. Và về việc chuẩn bị thì em cũng đã, thứ nhất là đang chuẩn bị về kiến thức, và lúc nào cũng nghĩ là phải trau dồi tiếng Anh nhiều hơn nữa, tại vì đến một đất nước nói tiếng Anh thì mình càng biết bao nhiêu thì mình càng hiểu bấy nhiêu. Và hiện tại gia đình em và em cũng đang chuẩn bị hành lý cũng như là thiết bị học tập cho em. Thì em có thể sẵn sàng sang Úc ạ. Chị biết là trong cái giai đoạn mà sắp sửa khởi hành đó thì mình rất là nôn nóng luôn á. Có thể là qua khi mà em mới vừa qua Úc mình thay đổi về môi trường sống thì mình sẽ có một chút khó khăn trong cái thời điểm đầu, nhưng mà chị nghĩ là những cái khó khăn đó sẽ là cái kinh nghiệm, cái hành trang rất là tốt đẹp cho em trong cái hành trình mà em đi du học. Và nhiều khi sau này từ những cái kinh nghiệm và những cái trải nghiệm đó của em có thể chia sẻ đến những cái thế hệ sau, những bạn mà sắp đi du học đúng không nè. Cho chị hỏi một xíu là cái cảm nhận của em thế nào về cái sự hỗ trợ của Hằng Lương trong suốt cái quá trình mà chuẩn bị hồ sơ đi học cho em. À, cảm nhận của em à chị. Em cũng không biết phải nói làm sao nữa, có thể chỉ miêu tả bằng hai từ tuyệt vời thôi ạ. Tại vì thú thật luôn là em đã từng có hai lần rớt visa Úc khi mà apply đi học du học cấp 3 tại Úc. Và đó nó là một cái vết nhơ trong cái hồ sơ của em. Tuy nhiên, thằng Lương bằng một cách thần kỳ nào đó đã hỗ trợ cho em rất là tuyệt vời, và nói là các chị lúc nào cũng gọi điện hỏi thăm em, rồi cập nhật liên tục cho em về hồ sơ, cập nhật về những cái thông tin mới về Tây Úc, và lúc nào cũng động viên em, giúp em luyện phỏng vấn tất cả mọi thứ. Và có thể nói là đó là một sự hỗ trợ tuyệt vời nhất mà em từng nhận được ở một ở một trung tâm tư vấn du học mà em từng Là cảm ơn Hương Anh, chỉ trong cái hai từ tuyệt vời của em thôi là chị cảm thấy rất là ấm lòng luôn. Rồi, một câu hỏi nữa dành cho Hương Anh ha, thì em có chia sẻ nào dành cho những bạn mà đi sau em, các bạn cũng có định hướng về du học và các bạn cũng mong muốn là học cái ngành health science, thì em có chia sẻ nào với các bạn không, và em có nhắn nhủ gì với các bạn là mình muốn học cái ngành này thì hiện tại bây giờ mình cần phải chuẩn bị những gì? Thưa em xin chia sẻ với lại các bạn đang coi livestream là về ngành học Health Science, đặc biệt là trong thời điểm dịch COVID này đang rất là cần nguồn nhân lực rất lớn từ những bạn sinh viên học ngành Health Science để có thể giúp đỡ cho cộng đồng cũng như là mọi người được tiếp xúc với một cái dịch vụ y tế tốt hơn cũng như là tận tâm hơn từ các bạn. Và ngành này có thể nói là người ta có thể nói là lương y như từ mẫu. Thì ở đây khi mà các bạn đã học Health Science và ra làm những nhân viên phục vụ ngành Health Science là các bạn đã đang giúp đỡ cho cộng đồng và mọi người có và nâng cao sức khỏe cộng đồng để có thể chuẩn bị tốt cho ngành học Health Science. Thì điều quan trọng vẫn là
có một nền tảng kiến thức vững chắc về ngành ngành nghề này. Cụ thể là các bạn phải học tốt ba môn trong khối B và có một sự yêu thích ngành, đam mê với ngành, vì đây là một ngành em cho rằng là khó nếu mà trên mặt bằng chung. Bản thân nên của chị đánh giá thì chị cũng thấy ngành này khó. Và đúng thật là khi mà chọn những cái nhóm ngành khó như vậy á, đặc biệt là những cái nhóm ngành mà liên quan về ngành y nữa, thì mình phải thật sự có đam mê. Ngoài cái kiến thức ra thì mình phải có đam mê với ngành thì mình mới có thể theo được. Tại vì thật ra là khi mà mình học vào cái ngành y á, thì nó cũng là một trong những ngành rất là cạnh tranh, đúng không em? Nếu mà mình không cố gắng, mình không nỗ lực, mình không đam mê á, thì mình không thể nào mà có thể giữ vững được, hoặc là mình cũng không thể nào có thể tiến bộ đi cao hơn được. Thì rất là cảm ơn chia sẻ của Hương Anh. Và bây giờ chắc là chúng ta sẽ đi đến cái phần tiếp theo, cũng khá là hấp dẫn hơn, là cái phần Q&A. Hồi nãy giờ khi mà bạn Quang chia sẻ cũng như là Hương Anh chia sẻ thì chị có nhận được khá là nhiều câu hỏi từ các bạn gửi về và những bạn mà comment trực tiếp trên cái livestream của chúng ta ngày hôm nay. Thì cái câu hỏi đầu tiên chắc là sẽ dành cho bạn Quang. Quang ơi, tôi có nhận được một câu hỏi từ một bạn sinh viên. Thì bạn hỏi như thế này: trong trường hợp là em học tại Vệt nhưng mà sau khi tốt nghiệp em có thể chuyển qua một bang khác để làm việc hay không, và có được áp dụng visa 48 năm hay không? Xin mời Quang. Nếu như mà bạn ấy di chuyển sau khi mà kết thúc tốt nghiệp tại Đại học Curtin, đúng không ạ? Và bạn ấy muốn apply visa 485 ở một thành phố khác, thì bạn ấy vẫn sẽ apply được visa 485 ở một thành phố khác. Nhưng mà lưu ý cho Quang là các bạn sẽ chỉ được 2 năm làm việc nếu như các bạn apply visa ở những cái thành phố khác. Tại vì đối với Perth thì được hiện nay đối với Perth thì đang được coi là regional city. Nếu như mà bạn trong xuyên suốt 2 năm bạn làm việc tại Perth thì chính phủ bang Úc họ sẽ cho bạn thêm 1 năm làm việc nữa trong cái visa 485 đó. Thành ra là cái tổng cộng thời gian của visa 485 đó nó sẽ được tăng từ 2 năm lên thành 3 năm nếu như các bạn làm việc tại Perth. Nhưng nếu như các bạn di chuyển sang một cái thành phố khác thì cái visa 485 đó nó chỉ có thời hạn là 2 năm. Thì cái này nhớ lưu ý cho Quang. Ok, cảm ơn Quang. Và thêm một câu hỏi nữa cũng có liên quan về visa 485 nhiều Quang. Bạn có hỏi là nếu em đã tốt nghiệp và hết thời hạn visa 485 thì em học lên chương trình thạc sĩ và sau tốt nghiệp em có còn hưởng được chính sách của visa này thêm một lần nữa hay không? Với visa 485 thì đây là một cái visa chỉ cho một lần thôi. Nếu như bạn lần đấy đây là lần đầu tiên bạn lấy cái visa 485 này thì bạn sẽ chỉ được cái một lần đấy thôi. Và sau đó nếu như giả dụ bạn học tiếp lên thạc sĩ chẳng hạn, nhưng bạn lại muốn apply tiếp visa 485 thì bạn sẽ không được visa 485 đó. Ok, là mình chỉ hưởng được chính sách visa 485 này duy nhất một lần thôi. Chính xác ạ, chính xác. Rồi, một câu hỏi nữa từ bạn Karen Nguyễn. Bạn này comment trực tiếp lên livestream của chúng ta. Thì bạn có hỏi là em muốn hỏi lộ trình để có thể định cư sau khi tốt nghiệp ngành Health Science là gì? Chắc là sẽ dành câu hỏi này cho Quang ha. Thực ra để mà nói về kế hoạch định cư thì rất xin lỗi em là anh không thể tư vấn được. Anh nghĩ là cái này sẽ cần phải đi qua một cái công ty chuyên tư vấn về định cư thì họ sẽ có cái câu trả lời rõ ràng hơn đối với em. Còn về phía nhà trường thì nhà trường chỉ có thể cung cấp được cái chương trình giáo dục cho em, một cái chương trình học tốt nhất dành cho các bạn sinh viên. Và sau khi mà các bạn ra trường thì các bạn sẽ được các cái nhà tuyển dụng trên toàn cầu họ tuyển chọn. Thì cái đấy là một cái mà phải nói là giá trị rất là lớn mà Curtin cung cấp cho các bạn sinh viên quốc tế hiện nay. Và nếu như mà bạn mong muốn có một cái lộ trình để sau này mình có thể làm việc lâu dài tại Úc đó, thì đầu tiên là các bạn phải học tốt trong cái chương trình học của các bạn tốt nghiệp, các bạn có một cái bằng cấp giá trị, và sau đó các bạn cũng phải có một cái offer công việc và làm tốt cái công việc hiện tại của mình, thì bạn sẽ có cơ hội để mà có thể làm việc lâu dài. Nhưng mà thực tế thì đó là cái việc trong tương lai và còn tùy thuộc theo từng cá nhân của các bạn sinh viên đó, các bạn học như thế nào và các bạn làm việc như thế nào, thì mỗi bạn sẽ có mỗi cái cơ hội khác nhau. Và cũng là bạn Karen Nguyễn nữa, thì bạn có đặt thêm một cái câu hỏi là em rất sợ phải học online vì sợ không có hiệu quả, anh chị có thể chia sẻ với em cách học như thế nào thì tốt hay không ạ?
Thì hiện tại là mình đang có một cái nhân chứng học online đúng không? Chắc là chị sẽ hỏi bạn Hương Anh trước ha. Thì em có nghe rõ câu hỏi của chị không? Bạn nói là bạn rất Dạ là sợ có. chương trình học online vì sợ không có hiệu quả. Thì em đang là một sinh viên đang học online tại Việt Nam. Thì em hãy chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình cho bạn đi nào. À, kinh nghiệm của em thì chắc là việc đầu tiên là mình nên đăng ký một cái dịch vụ 4G để cho việc học online không bị gián đoạn, cũng như là tại vì là học online nên là sự tập trung nó sẽ cần phải cao hơn để có thể nắm được bài cũng như là cái tiến độ của bài giảng. Và thứ hai nữa là tại vì thầy cô lúc nào cũng rất là sẵn sàng giúp đỡ cũng như là lắng nghe câu hỏi của em, nên là khi mà bất kỳ có câu hỏi nào mà em hỏi bạn bè không được giải đáp thì em sẽ hỏi trực tiếp với thầy cô qua email. Và thầy cô thường trả lời em rất là nhanh, trong vòng khoảng 50 phút là em đã nhận lại được email trả lời từ thầy cô. Và Nói có chung một cái là điều tuyệt khi học vời online nữa. Dạ, có một Ok, điều nói tuyệt tiếp đi vời Hương nữa ơi. là khi mà em cần thầy cô giúp em trong việc là ví dụ như là em cần luyện speaking thì em hoàn toàn có thể tự tập, tự ghi âm lại và gửi cho thầy cô để xin feedback. Đây có thể một điều rất là tuyệt vời từ Curtin English đã cung cấp cho em. Ok Hương Anh. Và chị bổ sung thêm một xíu nữa là khi mà chúng ta học online á thì chúng ta đang ở trong một cái thế là bị động, nhưng mà chúng ta hãy biến cái bị động đó của mình thành một cái chủ động. Chủ động ở đây á là mình sẽ chủ động tương tác với những người bạn của mình cũng đang học giống như mình, và chủ động với những thầy cô là cố vấn của mình và những thầy cô này giảng dạy của mình trên lớp. Thì thật ra theo đánh giá là những cái thầy cô ở bên nước ngoài họ rất là welcome, họ rất là thân thiện để mà có thể giúp đỡ cho tất cả các bạn sinh viên, đặc biệt là sinh viên Việt Nam của mình. Nên là các bạn đừng có ngại, đừng có sợ là mình sẽ bị sai, mà mình hãy thể hiện là mình đang suy nghĩ như thế nào và mình muốn cần được cái sự hỗ trợ và sự giúp đỡ như thế nào, thì họ sẽ support tốt hết mình cho mình luôn. Nên là các bạn khi mà học online đừng có cảm thấy quá sợ sệt. Từ từ thì các bạn sẽ cảm thấy là mình khá hơn rất là nhiều và mình tốt hơn rất là nhiều. Nhưng mà không biết là Quang có bổ sung thêm những cái ý nào để cho cái việc học online của các bạn trở nên tốt đẹp hơn luôn Quang? Cảm ơn Ngân rất là nhiều. Thì thực ra là cái việc học online hiện nay và nghĩ nó là một cái thử thách rất là lớn dành cho rất là nhiều bạn sinh viên, không chỉ là từ Việt Nam đâu mà các bạn đến từ Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Thái Lan, các bạn đều cảm thấy khó khăn như nhau cả. Thế nhưng mà Quang nghĩ là vì cái việc học online ấy, thì thực ra Curtin là một trong những trường mà cung cấp những cái lợi ích dành cho các bạn rất là tốt trong cho dù là các bạn đang học online. Thì thứ nhất là vì cái mặt hỗ trợ thì nhà trường vẫn sẽ cung cấp những cái dịch vụ hỗ trợ tương đương với những bạn đang học ở trên trường. Tức là nếu như bạn có một vấn đề gì đó giả dụ liên quan tới tâm lý chẳng hạn và bạn cần counseling thì nhà trường cũng sẽ cung cấp một counselor riêng dành cho các bạn để nói về những cái vấn đề mà các bạn đang gặp phải trong lúc đang học online. Cái thứ hai thì Quang thấy là ở Curtin College nhà trường cũng cung cấp một cái lịch học nó linh hoạt hơn dành cho những bạn đang học online, và thậm chí là các bạn cũng có thể giảm số lượng môn học trong một kỳ xuống tối thiểu là 2 môn. Thường ở bên Úc ấy, khi mà các bạn theo học ở các trường đại học thì đa số họ sẽ yêu cầu các bạn là phải học ít nhất là 4 môn trong một kỳ thì cái đấy mới thỏa mãn được cái yêu cầu về visa. Thế nhưng mà khi mà các bạn học online thì nhà trường sẽ linh hoạt hơn, và đối với Curtin College nhà trường có thể là giảm số lượng môn xuống còn tối thiểu là 2 môn học cho các bạn. Thì mình sẽ khi mà linh hoạt như thế thì cái thời gian học của mình sẽ có nhiều thời gian học hơn cho từng cái môn học, và mình cũng sẽ có cái peace of mind. Ở đây có nghĩa là gì? Tức là mình khi khi mà mình để cho dịch bệnh nó cứ diễn ra nhưng mình vẫn ở gần với gia đình, ở gần với bạn bè, và về mặt tâm lý thì nó cũng sẽ rất là tốt cho các bạn học sinh. Thì đấy là một vài những cái lợi ích mà Quang nghĩ các bạn sẽ có khi mà các bạn học online tại Curtin College. Nhưng mà Quang cũng đã nói rồi là hiện nay thì Curtin sorry không phải Curtin mà là Bang Tiếu đã công bố là sẽ mở biên giới lại vào ngày 5 tháng 2 năm 2022. Điều đó đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ
Nếu như bạn nào mà có visa thì sẽ kịp nhập học cho cái kỳ tháng 2 năm 2022 thì các bạn hoàn toàn có thể di chuyển sang Merv để tham gia lớp học trực tiếp. Còn nếu như là bạn nào chưa có visa thì chúng ta có thể tạm thời học online trong một kỳ hoặc là hai kỳ, và cho đến khi mà chúng ta có visa thì chúng ta cũng sẽ di chuyển sang thành phố Perth để chúng ta tham gia học tập tại trường Curtin. Thì đó là một vài những cái lời khuyên của Quang dành cho các bạn khi mà tham gia học online với trường Curtin College. Rất là cảm ơn chia sẻ của Quang. Và thêm một câu hỏi nữa là bạn học sinh này dự định sẽ tìm hiểu và qua Úc để mà đi du học, nhưng mà bạn muốn biết là những cái công việc làm thêm tại Úc thường là những cái công việc như thế nào. Bạn có thể làm on campus hay là off campus, và thường thì cái mức lương khi mà bạn đi làm thêm đó, nó sẽ dao động như thế nào. Thì phần này chắc là Quang sẽ chia sẻ với bạn bạn học sinh này ha. Thank you với câu hỏi vừa rồi, một câu hỏi rất là hay. Thì Úc có một cái chính sách làm thêm Quang nghĩ là linh hoạt hơn rất là nhiều so với những quốc gia khác. Thì đối với những bạn sinh viên quốc tế khi mà Úc, nếu như các bạn có nhu cầu làm thêm thì các bạn có thể làm thêm 40 tiếng trong 2 tuần, tức là tương đương với 20 tiếng một tuần. Thì cái này là trong cái thời gian mà các bạn đang theo học nhé. Nếu như mà chúng ta có break, tức là chúng ta đang nghỉ hè hay là nghỉ đông chẳng hạn, thì các bạn có thể làm không giới hạn, tức là cái thời gian nó không bị giới hạn và các bạn có thể làm bao nhiêu tiếng cũng được. Về cái lương làm thêm ở ở bên Úc thì hiện nay nó sẽ rơi vào khoảng tầm từ 19 đô cho tới 20 đô cho một tiếng. Như vậy là giả dụ bạn nào mà làm khoảng tầm 10 tiếng một tuần chẳng hạn thì các bạn đã kiếm được 200 đô là đã có thể chi trả được cái phí là nhà ở của mình ở bên Úc rồi. Đó, thì cái lương như Quang thấy thì cái lương làm thêm ở bên Úc nó khá là cao. Còn về việc làm á, thì thực ra việc làm thì nó nhiều vô kể. Và ở bên Úc thì họ có rất là nhiều những cái trang web khác nhau để các bạn có thể tìm kiếm việc làm thêm. Các bạn có thể tìm kiếm việc làm thêm ở những cái nhà hàng này, thậm chí là khách sạn, hay là thậm chí là có một vài những cái công ty lớn họ còn cung cấp các cái chương trình thực tập có lương dành cho các bạn sinh viên, và chúng ta cũng có thể apply vào những cái chương trình đó. Còn đối với làm việc ở trên trường thì nhà trường cũng có một cái trang web riêng để các bạn có thể xin việc làm. Thì cái trang web đấy gọi là UniHub. Rất xin lỗi mọi người là Quang không có cái slide về cái trang UniHub đấy ở đây. Thế nhưng mà mình có thể tra cái đấy rất là dễ dàng thôi. Mình chỉ cần tra UniHub và Curtin ở trên Google là chúng ta sẽ hiện ra cái trang website đó và mình có thể nhấn vào. Và nếu như mà bạn nào mà có nhu cầu làm việc thêm ở trong trường, ở trường thì cũng có rất là nhiều những cơ hội việc làm khác nhau cho các bạn. Các bạn có thể làm ở cái khu vực Curtin Sport này. Các bạn có thể làm cho những cái nhà hàng đang cung cấp thực phẩm ở tại trường Curtin. Thì có rất là nhiều cơ hội việc làm khác nhau. Quang nghĩ là cơ hội việc làm thêm ở Úc thì nó nhiều vô kể cho các bạn sinh viên, thì chúng ta sẽ không phải quá lo về chuyện đấy, và chúng ta thậm chí có thể sử dụng cái việc làm thêm đấy để tạo ra một cái khoản thu nhập khác và chi trả những cái sinh hoạt phí của mình ở bên Úc. Cảm ơn là chia sẻ của bạn Quang, và hiện tại thì Ngân đã giải đáp hết tất cả những cái câu hỏi thắc mắc của các bạn gửi về trước cái buổi livestream của chúng ta và trong cái quá trình mà webinar diễn ra. Thì chắc hẳn là khi mà chúng ta quan tâm về Úc, hiển nhiên là các bạn sẽ còn khá là nhiều câu hỏi quan tâm nữa, nên là các bạn nào mà chưa kịp đặt ra câu hỏi cho mình hoặc là chưa biết hiện tại mình nên hỏi cái gì thì các bạn có thể để lại thông tin của mình sau, thì khi ấy công ty tư vấn du học Hành Lương sẽ liên hệ lại để mà giải đáp tất cả những cái thắc mắc của các bạn, cũng như nếu được chúng ta có thể kết nối với bạn Quang để mà bạn Quang có thể chia sẻ sâu hơn về chương trình của trường cũng như là về ngôi trường của chúng ta mà sắp sửa chúng ta sẽ lựa chọn khi mà đi du học. Một lần nữa rất là cảm ơn Quang và Hưng Anh đã tham dự cùng với Ngân để chia sẻ đến các bạn đang quan tâm về du học Úc những thông tin rất là hữu ích trong ngày hôm nay. Và chắc là lời cuối Quang và Hưng Anh chia sẻ một cái lời gì đó đến mọi người một lần nữa đi ha. Và chúng ta sẽ chào mọi người. Cảm ơn Ngân và công ty Hằng Lương rất là nhiều về cơ hội cho cái buổi livestream độc quyền ngày hôm nay với Curtin College. Thì mong rằng thông qua cái buổi livestream, các bạn học sinh cũng như quý phụ huynh đã có cho mình những cái thông tin rất là bổ ích về trường Curtin cũng như là thành phố Perth, bang Úc. Nếu như mà chúng ta có thêm câu hỏi về nhà trường thì các bạn vui lòng liên hệ với công ty Hằng Lương để được các anh chị tư vấn viên hỗ trợ. Và Quang cũng mong là sớm nhận được hồ sơ từ các bạn học sinh và con em của quý phụ huynh thông qua công ty Hằng Lương. Quang xin chúc mọi người có một ngày làm việc hiệu quả và sau cùng là một cuối tuần vui vẻ, bình an và dồi dào sức khỏe. Em chia sẻ là
Em hy vọng là mọi người sẽ có nhiều cảm hứng hơn để theo học ngành Health Science, đặc biệt là trường Curtin, khi mà xem xong buổi webinar này, và cũng hy vọng chúc mọi người một buổi cuối tuần thật là vui vẻ. Cảm ơn Quang, cảm ơn Hương Anh rất là nhiều. Và chia sẻ với các bạn luôn là trong buổi sáng ngày hôm nay á, thì Hương Anh cũng có lớp của mình, nhưng mà bạn đã dành ra thời gian đó để mà có thể tham dự các buổi webinar ngày hôm nay, chia sẻ những cái thông tin rất là hữu ích dành cho mọi người. Chị cảm ơn Hương Anh nhiều nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã cùng lắng nghe chia sẻ trong cái buổi webinar ngày hôm nay với chuyên đề là du học Úc cùng trường Curtin College và Curtin University. Và một trong những ngành học mà khá là nhiều bạn trẻ quan tâm ngày hôm nay là Health Science. Và nếu mà các bạn có những cái thông tin hoặc là có những cái trăn trở nào mà chưa có thể giải đáp được, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến công ty tư vấn du học Hàn Lương, thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn và đồng hành cùng các bạn trong con đường du học sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong buổi webinar tiếp theo của công ty tư vấn du học Hàn Lương. Xin chào và hẹn gặp lại.